Nhận định U18 Việt Nam với U18 Malaysia 19:30 ngày 7 tháng 8, giải U18 Đông Nam Á. Sức ép là không nhỏ cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn khi họ nằm ở một bảng đấu khó ở giải. Cập nhật thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á là giải bóng đá quốc tế hàng năm giữa các đội tuyển bóng đá các quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức và đôi khi mời các quốc gia ở khu vực châu Á tham dự. Trước năm 2008, giải mang tên gọi là giải vô địch bóng đá U20 Đông Nam Á và từ năm 2008 đến năm 2016, giải được đổi tên thành giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á. Từ năm 2016 tới nay, AFF đổi tên giải đấu thành giải vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á để phù hợp với hệ thống các giải bóng đá theo quy ước của AFC và FIFA. Tại giải đấu năm nay, Việt Nam là nước đăng cai tổ chức. Tuy nhiên, lá thăm may rủi lại khiến các cầu thủ chủ nhà rơi vào bảng đấu tử thần với sự có mặt của U18 Australia, U18 Thái Lan, U18 Malaysia, U18 Singapore và U18 Campuchia. Có thể thấy, ngoài U18 Campuchia, tất cả các đội bóng còn lại đều có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Ngay ở trận ra quân, U18 Việt Nam đã sớm gặp thử thách, khi đối thủ của họ là đương kim vô địch U18 Malaysia. Đây sẽ là trận đấu không hề đơn giản dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, cơ hội không phải là đã hết, bởi ở trận đấu này U18 Việt Nam được chơi trên sân nhà, có sự cổ vũ của đông đảo NHB. Quan trọng hơn cả, U22 Việt Nam thời điểm hiện tại cũng đang đạt thể trạng tốt nhất sau chuyến tập huấn Nhật Bản trở về. Những trận đấu với các đội Đại học Kanagawa, Đại học Sanno và Đại học Nihon Kugakuin hay giải đấu ở Hong Kong hồi tháng 4 vừa qua đã giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được bộ khung ưng ý nhất. Bên phần sân đối diện, đương kim vô địch U18 Malaysia sau chiến tích vô địch lần đầu vô địch cách đây một năm đang cho thấy quyết tâm bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi lúc này lớp trẻ của Malaysia không còn được đánh giá cao. Khi trước đó ở giải U16 Đông Nam Á cách đây hơn một năm, U16 Malaysia từng thua sấp mặt trước U16 Việt Nam.